Vậy chị và chú quay lại kênh Việt Phú. Hôm nay mình quay lại quán đồ cũ để lấy vài món đồ cho anh khách trước trong video ngày trước em ra ngoài quay lại quán. Thì có anh khách ở trong miền Nam có lấy đôi này, bao 101 mm, có giá treo của chính hãng bao luôn. Đây. Thì con này có giá 11.000 quý vị anh chị nhé, tầm 2 triệu 2 gì đó. Chưa kể tính như cước cộng những cái phí vận chuyển bên này nữa. Thì con này ngoại hình thì rất là đẹp, tầm 90%. Đây cái này bụi tí lau được hết này. Sản xuất thì made in USA, quý vị có thể thấy được USA đây. 45W đến 150W đấy. Hai cái này thì là cùng series em có coi rồi, nó có coi cùng một cặp rồi. Đây 65 và 66 đây. Cùng một cặp nha quý vị nhé. Như anh gọi là trùng series là một con, hai con nó trùng một số thì không có. Ví dụ là 65 và 66 là nghĩa là trùng series rồi. 265, 266 là cùng một cặp liên tiếp nhau, nhưng không không có chuyện là hai loa cùng một số. Như ở người mình thôi, mỗi người thì tên họ một ngày một tính thôi chứ không phải là cùng được. Này có một con bô này cũng có một đánh hỏi 9.900 60W combo 121 này. Đấy, cũng con này cũng nghe hay. Còn chỗ này có mấy cái loa rất đẹp, đường ông SC201SA đôi này đẹp thật. Quý vị thấy rất đẹp, màng trong màng làm rất đẹp, người ta bọc lại tránh việc hổ căng ra này. Này thì có giá là 5,5 triệu, 200W nha quý vị nhé. Rất là đẹp, con này gần như mới luôn. Đấy thì 6 ôm, 200W, bảo hành 3 tháng. Không biết là sản xuất năm nào nhưng mà giờ chỉ có giá cũ thì không có, giờ có giá mới thôi. 5,5 triệu quý vị anh chị cô chú. Đấy thì này có mấy nhiều loa cutter này rất là nhiều. Một đôi. Lâu nay vừa thấy đồng đôi nữa. Còn mấy Pioneer với lại kén út các thứ này, mấy cái loa là cóc cóc này nhiều. Đấy, Sansui SMC 570 BTS giá là tầm 1,5 triệu hơn, chưa cước. Victor kén út. Ở bên này thì cũng có một anh khách quen của em cũng dặn em lấy một con toa Equalizer E232, giá là 9.900, 2 triệu, chưa bao gồm cước phí nha anh chị nhé, 2 triệu tại Nhật nhé. Cước vận chuyển thì rơi tầm 190.000, chính xác là 190.000 một cân đối với gửi bên em, còn gửi bên ngoài thì có nhiều nơi cao hơn. Còn nếu quý vị mà gửi được số lượng lớn thì có thể rẻ hơn. Đấy, còn hiện tại anh em gửi lẻ thì 190.000 một cân là giá về đến Hà Nội, và từ đấy sẽ gửi đi các tỉnh lẻ cho khách gửi tận nhà luôn nhé. Tất nhiên là cước phí trong nước thì khách chịu, cho bên em không có bao cái cước trong nước được, vì ví dụ người trong Hà Nội thì có những người gần thì cước nó ít, còn ví dụ như ở tận trong miền Nam Cà Mau Bạc Liêu thì cước xa hơn thì nó cước cao hơn thì không bao cước được. Đây con Equalizer, thông tin nói quý vị nhé, tất cả đây là con E232 hết, có 1, 2, 4, 5, 6, 7 con. Thì E232 thông số nó đây quý vị anh chị cô chú, cái này là có thông số là AC 100V 50-60Hz 111W và đua Equalizer 2 kênh, Equalizer là 2 kênh, output 2 cái, input 2 cái của toa Corporation Made in Japan nhé. Đấy thì đây có đầy đủ hết, có bên cộng 4 decibel, cộng 4 decibel, có một bên là có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy thì nó ghi được 14 điểm đấy, hai chiếc hai kênh 14 điểm quý vị anh chị cô chú ấy. Có con đây, có hai con này là 9.000, con này là 8.000. Thì vì con này nên vì đây chỉ có cái dây điện thôi, còn mấy cái con này thì đã được điều chỉnh rồi, trong phạm vi điều chỉnh này nó có ghi có giãn. Đây em quay con này lại để em quay thông tin phía sau, nó ghi sau là nó đã điều chỉnh hoàn toàn nha. Thì giá mấy con này 9.000 hết, 5 con 9.000 và một con 6 con 9.000 và một con 8.000. Con 8.000 thì nhiều bị nhiều cái xước hơn, tất cả đây thì đều có dây điện đi kèm nha quý vị. Còn con này xước vì bỏ bên dưới, thằng nào vào xem nó kéo nó không cẩn thận, nó kéo xước hết người ta đấy, xước nhiều nên là người ta phải bán ít hơn 1.000. Còn thì em sẽ lấy con trên cùng này cho nhanh khách của em.
thì không có các cái vết bị xước. Hai con này nó cũng có bị xước này. Đấy, ít thôi nên dần dần chắc người ta cũng phải bán giảm giá đấy. Đấy thì đấy, tạm thời em sẽ lấy hai con này về cho khách. Ngoài đó thì cũng có rất nhiều hàng khác, cái nhiều anh có quan tâm. Tuy nhiên thì hiện tại thì vẫn chưa chốt được hàng nên em chiều hôm nay tiện em đi lên đây có một anh người Nhật đang cho cái tivi trên cái web xin đồ, thì quý vị xem trên kênh của em được biết em đi Nhật ở các bãi rác các một số hàng thì quý vị thấy rồi. Tuy nhiên thì xin đồ thì em chưa làm video trên cái web xin đồ của Nhật nên em xin được cái tivi 32 inch. Anh kia anh chuyển nhà anh không dùng nữa thì anh cho em lên em lấy, thì có tặng anh một lọ lốc bia Asahi bạc rồi. Asahi là bia đắt nhất ngon nhất của Asahi rồi. Thì một lốc 6 cái mất hơn 200.000 Việt Nam đồng gì đó. Thì tivi anh cho nhân tiện ghé ở đây mua luôn mấy khách đặt. Đấy thì em chấm dứt video tại đây, hẹn với anh chị cô chú trong các video sau.